Cô chào các con. Hôm nay cô đi dạy các con bài 3, tập hợp hàng ngang, gióng hàng, điểm số. Mục tiêu bài học của chúng ta hôm nay, các con biết được khẩu lệnh và nắm được cách thực hiện động tác tập hợp hàng ngang, gióng hàng, điểm số. Biết quan sát tranh ảnh để thực hiện động tác, tích cực tham gia tập luyện. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, các con khởi động cho cô các khớp cổ chân, cổ tay, bả vai, cánh tay, đầu gối, khớp hông. Các con nhìn theo clip để tập. Bài khởi động bắt đầu, các con sẽ thực hiện mỗi động tác 2 lần 8 nhịp. Đầu tiên xoay khớp cổ. Vừa rồi các con đã khởi động xong. Để nâng cao sức khỏe, các con tập nhảy vũ điệu Gencovi. Các con nhìn theo video để tập luyện. Hôm nay cô sẽ dạy các con động tác tập hợp hàng ngang. Các con quan sát tranh để thực hiện động tác tập hợp hàng ngang. Cô phân tích động tác, khẩu lệnh thành 1, 2, 3, 4 hàng ngang tập hợp. Động tác chỉ huy đưa tay trái sang ngang, cao bằng vai. Học sinh tập hợp từ thấp đến cao. Các con quan sát tranh để thực hiện động tác. Mỗi động tác các con thực hiện cho cô 4 lần. 2. Gióng hàng ngang. Các con quan sát tranh để thực hiện cho cô động tác gióng hàng ngang. Cô phân tích động tác, khẩu lệnh, nhìn phải, thẳng, động tác gióng hàng ngang. Học sinh đầu hàng đứng làm chuẩn, học sinh khác đánh mặt qua phải, gióng hàng. Mỗi bạn cách nhau một khuỷu tay. Khi có khẩu lệnh, thôi, học sinh bỏ tay xuống mà trở về tư thế đứng nghiêm. Các con quan sát tranh và thực hiện cho cô động tác gióng hàng ngang, mỗi động tác thực hiện cho cô 4 lần. 3. Điểm số hàng ngang. Các con quan sát tranh và thực hiện cho cô động tác điểm số hàng ngang. Cô phân tích động tác, khẩu lệnh, từ 1 đến hết điểm số hàng ngang. Học sinh đánh mặt qua trái, hô to số của mình và trở về tư thế đứng nghiêm. Người cuối cùng hô to số của mình và hô hết. Các con quan sát tranh và thực hiện cho cô động tác 4 lần. Vừa rồi các con đã được nghe cô phân tích động tác. Bây giờ đến phần tập luyện. Các con nhìn video để tập luyện động tác. Thành một hàng ngang tập hợp.
Nhìn phải, thắng. Thôi. Cả lớp từ 1 đến hết. Điểm số 1, 2, 3, 4, 5, 6, hết. Các con vừa tập luyện xong. Các con hãy nhìn video để thực hiện động tác thả lỏng. Ở nhà các con ôn tập cho cô tập hợp hàng ngang, gióng hàng, điểm số. Các con ôn tập vào các thời điểm thích hợp của con và gia đình. Chú ý, không lên tập sau khi ăn no các con nhé. Bài học của chúng ta hôm nay tạm dừng ở đây. Các con hãy chăm chỉ tập luyện thường xuyên hàng ngày để thuộc bài và tăng cường sức khỏe. Hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo. Cô chào các con.